Ông Hoàng Cảnh Vi Vương nghe tấu thiên đông à. Hoàng Cảnh Vi Vương xuống chơi hạ giới, đẹp duyên cười rộng đánh giá hồi phục nghề. Ông Hoàng Đôi là con vua thứ hai, đời vua Lê Thái Tổ quan cai trên thượng người mạng ra hồi cúc. Mặt nước nạ đông ông Hoàng bờ biên đến niềm, mặt nước ạ à, đừng à, rõ ràng quan hoàng ba thoại anh định kỳ khác từ sẽ loạn thanh gia hồi cúc. Bảo hà nhất nay ai à, nên đất bảo hà nếm mùi phong nguyệt đóng nào. Dâng núi mọc à, quanh đồi chim hót trước sân đèn. Trúc mọc thấp mi cao giữa đêm xuân đêm. Đêm xuân hoàn cảnh vườn đào
về hôm nay thì mong hoàng về đèn nhang nhang khói sớm ôm phục thờ trong kinh có chữ làm mù. Nghỉ tuần ta dâng lên
cũng nghe vua dâng lên mạch mẫu thừa huệ nâng người là bởi giấc con hòa tay xuôi a rồi a rồi rước ông bày tuần nào đa hiến cả nâng tam cần chúng nâng lên bệ ngọc kính vua tạ bầu các cô nâng đà bời dứt quan hòa bảy sơi các cô nâng bầu đà bời dứt quan hòa bảy bảy hoàng người nào người là con vua thượng đế đức vua cha hoàng nghề sáng tại sơn lâm đất bào diện màu hồng hào tươi vẻ ngọc dung nghi tươi tốt quan hoàng bày đẹp khác nào hoa khi vui cũng kiềm để chiều nay hoàng nghe cúc văn đàn hát nhà lúc ông bày ẩm trà trà tàu thuốc na hoàng thích thuốc công với kẹo xìu núc thành ni thường còn trời còn nước còn mây còn cô mà tiêm thuốc thì hoàng còn say hoàng say phù say thơ say câu hát ông say nợ tăng bồng cứ tình tình
Hoàng xa chi đâu, sợ nguyện mà được
chữ tâm kia mà tươi tốt ông cho về vang sau này. Biết ông bày ra ông cho nước tiên tẩy hết bệnh chân thanh nghi cao rồi lại ghế ông mười phần được thanh cao. Chỉ ông chứng nghe tâm linh lạy ông thương dung nghe văn lạy ông chật để ai chi kỳ khách tài tình kết nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày đúng sáu ngàn ngày say cũng lụy không tục khoảng trời đất dọc ngang ngang dọc chí anh hùng nghề vun đúc trái càng khôn sao trong tay trăm trận già không sơn sao trong tay trăm trận già không sơn say trời đất hoặc bảy mỏ khó vô tận thì được kẻ vang sau lành như cây xanh tốt nắng xanh cành tươi lan thì lan tốt khi vun hồng thì hồng tươi lệnh nam tử yêu
tàng năm dâng nghe kẹo bánh quyền ý à. Sơn đâm ông bày vừa ý, bày bắt đầu vỗ gối ban khen tiền cô nàng sau tình nghi đến cô nhu bì ý nghi tới thiên duyên chảy
lòng thư Vân Tiên. Vân Tiên, Vân Tiên mượn cánh chim hồng kỳ nghi.
chúng con này nhớ. Mùa xuân về thì chúng con này nhớ tới Đức Hoàng Từ. Đức Hoàng Mười trong tình mẹ an bắt tề tay tiên giọt nấm chén gì dâng nhất tuần sư nâng lên mẹ ngọc kính vua kinh mẫu các ho đồng bằng đà mời dứt quan hoàng mười sư các ho đồng quan hoàng mười xuôi dù tay tiên các cô rất đi trên vị đồ nhị tuần hà dâng lên trên điện ngọc dâng lên kính nhị vua dâng lên tạ mẫu thưa huệ nâng mời là mời giúp đức hoàng mười xuôi a rồi a rồi rước ngông mười xuôi nhất tuần sơ nhị tuần là đã hiến tạng nâng tam tuần chúng nâng lên đệ ngọc kính vua tạ bầu hai hoa đông mộng đã mời rước quang hoàng mười xuôi hai hoa đông mộng đã mời rước quang hoàng mười thank you.
tuổi trăm nghi. Đúng đó, chỉ đúng rồi đó, chứ trăm kia bao tuổi trăm. Không biết về ông năm đi bao nhiêu tuổi mà đẹp hào hoa, mà đẹp hào hoa hơn ngày gây bao thương mệt cho các ghi nhớ nhau
thiền ai thả núi buông câu. Hay thiền quán hoàng thập, ngày chiều đua về. Khoan nơi thiền quang, mài dập dìu trên sông sông nước mênh mông. Tôn kính ngôi ta thoa, hương ngát bay trong đền Đức Hoàng cười. Tuy danh tiếng quang hoàng của hoàng dung còn giữ yên trời nắng, muôn dân Bắc Trung Nam hoàng độ cho đón nước mình. À, lòng hoàng đồng còn nhiều gian nan, đêm nắng mưa không hề, con xin hoàng chứng cho họ nguyện con. Tấm thư theo cánh nhạn hồng gửi về xứ Thiên Mẹ An, hoàng đổ cho phúc lâu giàu bền, lộc vô ngàn dòng sông Nam. Hoàng đổ cho phúc lâu giàu bền, lộc vô nhà như nước dòng sông Nam. Mãi mãi đi ơn Đức Hoàng Tổ, thành đồng con cung kính nhất tâm. Xuân non gió về đây kính dâng đến hoa, khúc cầm nghe ca. Người trần gian nặng cằn cao số, cúi xin ông người ông ban tài tiếp lộc đề đà. Đến quan sáng đông đàn sáng, sáng lúc đàn sáng về đây đông sáng nghi bóng quý. Quan hoàng ngất ngây xem trước gần xa, xem mai hữu duyên hoàng bàn, duyên hoàng bàn ông thương cho đồng ngày ngày dầu vẫn sáng tí. Dù ngân sáng xuân đức danh ba vì
yên cửa nhà ra sự bình an. Nay ông giám đồng đứng bóng hào quang tuổi xa, tiếng ca cung tà đón hoa vui ngự đèn đây. Nghe tiếng chuông vang, con thấy bóng quan hoàng ngoan dáng lơi cung vàng, mặc áo choàng gấm nhung đại trang, tay tiên viết câu thơ thần, cầm quạt là bước chân ra. Dòng ca lính lô quanh vàng để lòng hoàng xiết bao niềm vui, khi xa chốn nhân gian rồi mà lòng hoàng luyến lưu đây vơi. Tiệc hôm nay vui quá đi thôi, câu từng từng buồn người đến đây cảnh đẹp hoa tươi, mây trời cũng ngừng trôi đón quan hoàng. Về ông thương ghế ông xưa nay thì vất vả đã quá nhiều, đúng đó xưa nay vất vả đã quá nhiều, từ nay ông cho trở lại ghế ông không kém ai ở trên đây đời, mà không kém ai ở trên của ngài ông đồ ngoại biển Đông Nghi ơi ơ đây rằng con người ta con người ta sống ở mà trên đời, người ta sống ở mà trên đời, tiền dòng và bạc tỷ thì để rồi mà làm chi, ê, cho đến cuối cùng thì cũng chẳng có đem đi, mà đem đi thì cũng chẳng để làm gì mà cho ai, chẳng làm gì mà cho cho nên đã có độc lại có tai, nhưng phải là người có phúc để sống thọ hưởng độc ở trời hoàng ban cho, cứ hưởng độc trời hoàng ban cho. Vẫn du
đời không đâu khang trang và lịch sự bằng chính đền đây. Hoàng đang ngự đồng bằng chính đền đây, hoàng đang ngự đồng. Tổng cố đối thượng đại tài hai
hôm nay tiền đổi cô đi về. Nghĩ cô đôi ca
ích thì tình tang. Ai ơi có biết cô ngả tối chăn bà buồn vì yêu quạnh vắn tanh nghi. Bao công hoa đang đua lỡ trong đền nền, họ cả ba trước công đầu.
mươi dựng mọi nhau bước ngay sang cửa trên non trời màu son sắc thì tóc tươi trường già đi lên trên ngàn mùa nắng mùa hoa tụt vào là đất thì khỏe xa là trời tụt vào là trong tháng mai, hát khúc ca mùa xuân.
cô về để cai sứ nhắc vào mày che nắng nắng phương ngờ cành hoa mắt chân cô bước bước hoàn bài nhẹ nhàng mắt long lanh người xa xa ra chẳng từ từ
thêm lịch sử. Đã bước tới
tình tam là tình tam tình kỳ tam tình tình tam. Càng thêm
quốc tiên đồ lượng nơi nơi hải xanh đông đến lên đùi. Thank you.
không nan làm bóng cô nếp mình dưới hoa. Đây rừng già má thiêng nọ sương mù trên đỉnh non cao, trên non cao làm sao con tới được vì đường trông gái muốn nổi hiểm nghèo cô sáu thương đồng đâu quản đường xa. Ý, ý. Như đêm đen gặp ánh trời hồng, như thuyền nhớ bến, như con đi sông kia nhớ đò. Bảo rằng họ nguyện trở lại.
hôm nay hầu mà mất một ngày mai được mười. Thank you.
dân cô bước trên cầu mây, bước theo kia nhớ tiếng đàn kề, trên cầu đồng rộn ràng kề nghe xa xa đèn cầu sao. Đây nơi thật là đẹp đê, nhìn sẽ mới xinh đẹp xinh như nhìn lo cười sao lo cười, hoa đàn hoa tươi. Xinh như hoa, cô đẹp như tiên xa, tiên dịu dàng, dáng tiên dịu dàng, dáng tiên dịu dàng, làn da trắng hồng nàng đắp dưới trần gian. Cô về đây đi, con cứ về đó, lần to hội nhà. Cô xấu rồi, cô xấu rồi, hình đi nhẹ gọn hay buông bè vai, trong khúc nhạc vui khúc văn dâng lời ca. Cô xinh như hoa, cô đẹp như tiên, sáng tiên dịu dàng, sáng tiên dịu dàng, làn môi hé cười làm cũng say trần gian. Cô về đến đây mà tôi để đàn con chị của cha, rồi chị lên mẫu mẹ trên đò. Ý à, lập tài cô sáu ba ba, và thương thánh cờ vì về đây cô cho nhiều, từ sáu bàn cho nay giải nhất sang nhiều, bầu lòng cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Họ Nguyễn còn nhang cõi buồn về, 30 mùng 1 ngày 14 hôm ra vờ, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Đặng chiếu hai tay mất tiền ai sao đi qua đèo sớm mai còn ra vai thì còn ra vai ra vai ra vai ra vai ra vai tôi dệt tin người rất xinh nhé, nhặt trong đèn sáng mùa nào vang lên ý nghĩa ngang 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 ngang. Đây cô về thì cây suối an vàng,
tay che nắng nắng rung cành hoa, chân cầu bước bước hoàn thai kẻ, mắt long lanh ơi xa xa ra chẳng như cô đó, nàng tiên nữ yêu kiều, chân cầu bước đi kẻ. Trong đèn sòng quyền cai chín riêng cô ngủ trong ba trông ra y y
Thiên nàng cô sai thật thì thiên nàng quần là áo lụa.
cả dân mông dân hoa cô đôi nhan sắc đến na ưa nhìn cùng bơ chơi cải cổ thiên quả nón đôi hai con dâng cô quả nón đôi hai dâng hương dâng được vòng tay quạt mà cô chín đại thương tác thanh kỳ đồng tình tình tăng à tam tinh tình à. À, 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 à ơi à, à ơi à, à. Gió lộng sơn hà cô chín qua cho cô chín ở trong đêm sầm cô vắng về thì đã bước tới đây lối dân cô đã bước tới đây cô gieo nhân nghĩ cô bắt nhịp tam tay
tiền trăng thanh nghề gió mát quần tiên hội đầu khi vui khi vui ngờ chiếc xe rồng
xuân về bốn hoa rực rỡ. Mùi xuân về bốn hoa rực rỡ. Cô bé về đèn trong hoa thắm nhìn thấy. Cô bé về đèn trong hoa thắm nhìn thấy. Bắt tâm đây hoa đào ta vai đều gầm vượt hoa thắm xuân. Yeah.
bên rừng bên suối bên ý nghĩ cô chơi chùa tam thanh chùa tiên cho chí chùa thành tiền cùng cổ tích anh linh muôn đời có cho đồng đăng thì hoa quả tốt tươi ý
chạy về đâu. Cô đi đến cô đi xuống xuống
cô ban, lối lầm của bác khéo kêu ban này này, cô yêu ai tiếc lòng cô ban này. Thân khai cuộc dung nhan thầm đời
chân đàn duyên ngã tích tăng cúc là kỳ phục hoàng thần thuật đánh chúa tiên trung ương. Cao năng diệu trần ni từ bi mẫn chúng sinh cô gái tìm tính đẹp khai quang và diêu từ trung nghi. Việc hầu vua hầu mẫu cậu nam đã xong rồi, bên tả có sáu pháp văn chúng con dâng câu hát, còn bên hữu có hai thanh đồng rót rượu hầu dâng bát để thanh tiên giọt chén lên đệ ngọc kính vua kinh mẫu các câu đồng bào.
nhị phần à. Dâng lên vệ ngọc, dâng lên kính bộ đề các cô lớn ơi là thầy, giúp cậu bé hoàng xuôi u xuôi u xuôi, giúp cậu bé hoàng xuôi. Thầy thiên các cô rót đi chén rượu đào, tam tuần chúng dâng lên trên điện ngọc các cô nâng lời là bởi giúp cậu bé hoàng xuôi. A rồi, rước cầu hoàng rơi. Tiền. Còn cậu tôi mà đi hội thì có bốn cô tiên đi theo hầu. Cậu này say chết. Rượu nào mà làm cậu bé tôi say? Chỉ có sáu văn đàn chúng con đang hát để cầu tôi say lừng say về
sao hôm nay trông cậu vui thế? Các cô thì díu ra, cô lại díu dít bỏ quên đôi trái đào. Đêm qua đốt đỉnh nhang trong bức non không cháy, cầu hoàng đổi thay ai? Tại cô cả hay là cô hai? Các cô đi đâu mà để cầu tôi cứ vò vò trong phòng thứ có một mình? Tiếc thay cho tài trí anh hùng, cậu đi thi cũng đỗ bám vàng khoa cao rằng ô giàn là ô giàn đào. Tối hôm qua trăm thanh gió mát, gió mát cầu ngõ cụ xa chơi vườn đào. Tuyết tháng ba ngày bụng ba, tháng ba là ngày tuyệt vời. Ơi ơi à ơi, họ mai con đây, họ Nguyễn con đây, nhất tâm ra bắt ghế cho vua cha, bắt ngôi cho mông ngự đè cầu hoàng tôn gia nhân đồng. Nửa phần nghề tang tính tình chẳng khuyên, tang tính chẳng nên. Ơi à là có ai lên, nào có ai lên, ai lên cung trăng, ai lên cung nguyệt cho cậu bé tôi nhắn gửi. Hỡi ông trăng mụ già, ý ghê ghê. Cậu thương là thương công văn chúng con ngày đêm vất vả. Ơi cậu tính làm sao? Tính làm sao? Ơi cậu bé hoàng ơi, cậu tính làm sao? Cậu tính làm sao cho công văn con được ba bảy bốn năm vuông đi tròn ý? Cô ba, tam tình cô bốn, tam tình cô bốn ơi ơi à. Cô năm cô sáu cô bảy cô tám cô chín cô mười, cô mười một mười hai, mười một mười hai đủ mười hai cô, đủ mười hai cô. Dâng cánh bông hoa thường, cánh bông hoa thường, bông hoa đẹp nhất, hoa nào hoa đẹp to nhất để cầu hồ tối dắt ở trên đầu đi. Chuyện phải hát cho thật hay, hát hay thì cậu mới thương
điện từ điện hát mê cứ hát hát này còn bỏ vò cho tài xa xôi đây cách bạn đường trèo còn kíp băng về đây cậu nghe bạn còn hát mê hát mê cứ hát đàn cứ đàn trống cứ đánh kẹt cứ thổi hát này cậu bỏ vò cho cảnh đẹp tự nhiên một mình.